Vừa đi vào chợ mua bó rau, quay ra xe, người phụ nữ mất luôn bữa trưa và tài sản. Thời gian gần đây thường xảy ra những vụ kẻ gian cắt cửa bẻ khóa để trộm đồ hay trộm cây cảnh trồng trước nhà dân. Do tài sản bị mất cắp trị giá không lớn, trộm cắp vặt nên nhiều khổ chủ không trình báo với ngành chức năng. Xe máy, mũ bảo hiểm, cây cảnh, bếp ga, nồi, chén, bàn, ghế là những thứ được kẻ trộm nhắm tới trong thời gian qua. Nhiều khổ chủ cho biết chỉ sơ hở một chút là tài sản không cánh mà bay. Chợ là nơi nhiều người ra ngoài, nguy cơ trộm cắp khá cao, vậy mà vẫn còn nhiều người chủ quan bị trộm đồ như người phụ nữ sau đây. Theo camera một chợ ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai ghi lại, một người phụ nữ mặc áo cam vừa dừng xe rồi vào mua rau, thấy trên xe người này có treo đồ. Ngay lập tức hai người phụ nữ tiếp cận, một người tiến tới xe lấy hai cái điện thoại và một ít tiền lẻ, ngay cả cục thịt bò treo cũng lấy luôn. Ngoài mất những tài sản có giá trị, không ít người dân than phiền tình trạng trộm vặt ngày càng nhiều. Không chỉ lộng hành thời điểm đêm khuya, các đối tượng còn thực hiện vụ trộm vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Để hạn chế nạn trộm vặt, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình nhiều hơn. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.